Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tại sao Đức Giêsu nặng lời với Phêrô khi ông can ngăn Chúa đừng lên Jerusalem? Ông nói với Chúa: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Chúng ta thấy Phêrô thương thầy Giêsu và đã chứng kiến bao việc thầy làm thật ý nghĩa, lớn lao, cao đẹp. Vậy mà giờ đây thầy lại nói thầy bị các kinh sư, thượng tế, luật sĩ, kỳ mục gây đau khổ rồi bị giết chết. Nên Phêrô thương thầy đã kéo riêng thầy ra và nói với thầy: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Vậy mà Chúa Giêsu đã quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Tại sao Chúa Giêsu lại quát mắng, lại mạnh mẽ phẫn nộ và nói với Phêrô là Satan? Mới trước đó Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: Anh là Simon, con ông Giô-na, anh sẽ được gọi là Phêrô,
nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy. Điều gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời cầm buộc. Điều gì anh tháo cởi dưới đất thì trên trời sẽ tháo cởi. Và sức mạnh của hỏa ngục, của Satan không thắng nổi. Vậy mà giờ đây Phêrô thương thầy, can ngăn thầy, thì thầy đã nặng lời, đã mạnh mẽ: Satan, lui lại đằng sau thầy. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? Chúa Giêsu có nóng nảy quá chăng? Chúa Giêsu có lặng lời quá, có bức xúc quá chăng? Thưa cộng đoàn phụng vụ, Satan là tên cám dỗ. Satan đã cám dỗ Chúa: ông thờ lạy tôi đi, tôi sẽ cho ông tất cả các nước thế gian này. Cái cám dỗ của Satan. Và giờ đây Phêrô can ngăn Chúa, thì Phêrô cũng là người cám dỗ Chúa bỏ con đường thập giá, bỏ thánh ý Chúa Cha cứu độ nhân loại chúng ta. Phêrô là người thân cận của Chúa, là người Chúa rất yêu mến, mà giờ đây Phêrô đã can ngăn Chúa. Cho nên Chúa nói: lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy. Nhưng mà dịch chính ngôn ngữ bản gốc lời Chúa nói nghĩa là: anh là tảng đá vấp, anh lui lại đằng sau thầy, anh là tảng đá làm thầy vấp. Satan, anh là tảng đá vấp. Trước đây anh là tảng đá để thầy xây dựng giáo hội của thầy. Anh là đá tảng, anh tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Mà là Đức Kitô, là người được Thiên Chúa sai đến cứu độ trần gian, thì Chúa Cha, thánh ý của Chúa Cha và Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha cứu độ chúng ta bằng con đường thập giá. Phêrô đã là đá vấp cản lối thầy. Cho nên Chúa Giêsu mạnh mẽ chống trả cái cơn cám dỗ của Phêrô là người thân của Chúa. Theo ông bà anh chị em, cám dỗ của Satan và cám dỗ của Phêrô thì cái nào Chúa khó từ chối hơn? Cái nào nguy hiểm hơn? Satan, nó bảo Chúa lạy nó. Chúa biết rõ nó là sự giả dối, nó chẳng có cái quyền gì trên thế gian này. Nhưng Satan là chúa của sự gian dối, và nó cám dỗ Chúa là lạy nó. Điều đó Chúa dễ từ chối, và Chúa chống trả nó một cách dễ dàng. Còn cái cám dỗ của Phêrô là người Chúa yêu mến, Chúa vừa chọn, vừa đặt làm đá tảng xây giáo hội của Chúa, thì giờ đây lại theo xu hướng của thế gian, dễ dãi, thoải mái, hưởng thụ vinh quang, chức tước, chối từ thánh ý Chúa Cha. Cái cám dỗ của người thân nó ngọt ngào từ cái tình yêu là yêu thương thầy: xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp chuyện ấy. Cái cám dỗ này rất nguy hiểm. Biết bao người vì vợ, vì con, vì chồng, vì những người mình yêu mến cám dỗ, và đã dẫn đến những đau khổ không vượt được cái cơn cám dỗ của những người thân thương.
cái cơn cám dỗ của người thân thương nó rất ngọt ngào, nó rất tinh tế, nó từ cái tình yêu. Phêrô yêu thầy, can ngăn thầy, cho nên cái cơn cám dỗ đó rất là nguy hiểm. Nó chá hình từ cái tình yêu, từ cái sự ngọt ngào, từ cái tình cảm yêu thương thắm thiết, rất là khó chống trả nó. Cho nên chính vì vậy mà Chúa nhận ra đây là một sự cám dỗ rất nguy hiểm của thế gian. Để Chúa không thực thi thánh ý Chúa Cha, cho nên Chúa Giêsu đã mạnh mẽ chống trả lại cơn cám dỗ này. Satan, hãy lui lại đằng sau. Anh là viên đá vấp, viên đá làm thầy té, thầy vấp. Bởi vì tư tưởng của anh là tư tưởng của thế gian, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Tư tưởng của Thiên Chúa là Chúa Giêsu cứu độ chúng ta bằng con đường thập giá. Tư tưởng của Thiên Chúa là ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Tư tưởng của Thiên Chúa, con đường cứu độ của Thiên Chúa là con đường thập giá, con đường thập giá đến vinh quang, đến phục sinh. Ngoài con đường thập giá không có con đường cứu độ nào khác. Mặc dù thế gian hôm nay rất là khao khát một con đường cứu độ dễ dãi, hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, nhưng thưa không, chỉ có Satan nó mới hứa ăn cái trái này sáng mắt ra và bằng Thiên Chúa. Chỉ có Satan là chúa của sự gian dối, nó mê hoặc chúng ta, nó dụ dỗ chúng ta theo những con đường dễ dãi, thoải mái, con đường sung sướng, con đường quyền hành, vinh quang của thế gian giả dối, lọc lừa này. Đó là con đường của Satan. Còn con đường của Thiên Chúa là vác thập giá theo Chúa. Bởi vì ai liều mất mạng sống mình thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được giữ lại mạng sống ấy. Còn ai mà không dám liều mất mạng sống mình mà chọn mạng sống mình, sự sống mình ở đời này thì sẽ mất sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, từ bỏ là một thực tế, một chân lý của cuộc sống hiện sinh chúng ta. Cuộc sống của chúng ta được sinh ra, được phát triển, được đón nhận bao ơn lành, đó là nguyên lý, đó là định luật của sự từ bỏ. Anh chị em cứ ngẫm nghĩ trong thân xác chúng ta, từng giây từng phút chúng ta phải đào thải bao chất cặn bã, bao chất độc để chúng ta được sống. Trong từng giây phút bao tế bào già nua phải chết đi để máu huyết sinh ra những tế bào mới, để chúng ta được khỏe mạnh, được duy trì, được phát triển sự sống. Một em bé trong bào thai 9 tháng kêu mang của mẹ với bao yêu thương, hút chất bổ dưỡng của cung lòng mẹ thì cũng tới ngày phải sanh ra thì mới hít thở, mới lớn lên làm người được. Nếu em bé đó cứ muốn ấm êm trong cung lòng mẹ
thì chẳng thể nào lớn lên làm người. Cuộc sống của chúng ta bao nhiêu chọn lựa, chúng ta luôn luôn phải chọn lựa, chọn cái này và bỏ cái kia. Làm công việc này thì phải từ bỏ công việc khác. Cho nên từ bỏ. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, không phải là để chúng ta mất mát, chúng ta thua thiệt, chúng ta đau khổ, mà chính khi chúng ta từ bỏ chính mình thì chúng ta mới được, được Chúa, được sức sống mãnh liệt, được ý nghĩa sống, được hạnh phúc đích thực, được bình an ngay ở đời này. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta từ bỏ đi những tội lỗi, những dục vọng đam mê, từ bỏ chính mình là những gì mình thích để vâng theo thánh ý Chúa. Ví dụ có một thầy nào đó say mê người bị bệnh cùi, bệnh hủi, thích phục vụ người bệnh cùi. Nhưng mà cha bề trên muốn thầy phải rời bỏ cái công việc thầy say mê ấy, dẫu rằng rất tốt, rất ý nghĩa. Và cha bề trên sai thầy phục vụ một nơi khác, thì thầy tin vào Chúa, thầy xác tín ý cha bề trên là ý của Chúa, thầy rời bỏ cái công việc bác ái mình say mê, mình yêu thích bao nhiêu kỷ niệm, để rồi mình từ bỏ chính cái tôi của mình, chính cái sở thích của mình, để thầy lên đường thanh thoát. Thầy thực sự là người của Chúa để đến một nơi khác làm một công việc mình không thích, mình không biết, mình rất dở, nhưng mà mình với sự quyết tâm làm môn đệ thầy Giêsu, từ bỏ cái điều tốt, điều mình thích, để chọn một cái điều mình không thích, một cái điều mà mình không có sở trường. Nhưng mà mình từ bỏ như vậy, mình thực sự thờ Chúa. Và lúc đó Chúa mới là Chúa của mình, cái việc phục vụ của mình mới thực sự là tông đồ của Chúa, mới sinh hoa trái tốt lành cho chính thầy và cho tha nhân. Còn nếu không khéo thì đó là cái tôi của mình. Mình khẳng định cái sở thích, cái sở trường của mình, và dần dà mình không còn thờ Chúa nữa, mà mình thờ chính mình. Mình không còn là môn đệ của thầy nữa. Từ bỏ để theo Chúa, từ bỏ để thuộc trọn vẹn về Chúa, thì mình được tất cả, được thanh thoát, được bình an. Chúa không hứa cho chúng ta sự giàu có, không phải là theo đạo là chúng ta sẽ được giàu có, sẽ được sung sướng, chẳng gặp khó khăn nào. Không phải, mà chính vì theo đạo mà ta gặp nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, vì sống lời Chúa, ta phải từ bỏ chính mình, ta phải vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Nhưng mà chúng ta là người Công giáo, Chúa Giêsu mặc cải cho chúng ta, ngày thứ ba thầy sẽ sống lại. Chúa Giêsu đi con đường thập giá không phải là để đau khổ, để chịu chết, chôn trong mồ chết ngắc, không phải, mà là sau ba ngày thầy sẽ sống lại, thập giá sẽ nở hoa. Vậy Chúa mời gọi chúng ta điều thứ hai, đó là vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa, biến đổi những đau khổ, những khó khăn, những thập giá cuộc đời của chúng ta. Anh chị em đang ở đây, mỗi người sinh ra trong trời đất, không ai mà không có thập giá, không có đau khổ.
anh chị em nhìn vào cuộc đời của mình. Đã là người và là nhất là người con của Chúa, sống lời của Chúa, thì chúng ta có rất nhiều những đau khổ, những thập giá. Vì làm ăn ngay lành, không bỏ thuốc, chúng ta sẽ ế ẩm, thua lỗ. Chúng ta sẽ thất bại. Nhưng lương tâm của chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình. Chúng ta phải sống chân thật, không giả dối lọc lừa. Đó là thập giá, thánh giá của người môn đệ thầy Giê-xu. Nhưng không bao giờ mà chúng ta vác thập giá mà chúng ta không được Chúa ban ơn và sức sống. Ngay ở đời này ta sẽ được bình an. Mình gian dối, mình lọc lừa, mình đâu có hạnh phúc được. Và biết bao nhiêu hoàn cảnh, có những người chồng, vợ bỏ, cảnh gà trống nuôi con, nhọc nhằn, cô đơn, lạnh lẽo. Có những người vợ, chồng sáng say chiều xỉn, tối lai rai, và đay nghiến vợ suốt đêm. Thánh giá, thập giá. Có những người con ngỗ nghịch, bất hiếu, và cuộc sống còn biết bao nhiêu những đau khổ về bệnh tật, về tuổi già, về trách nhiệm chu toàn. Cha cũng như anh chị em vậy, biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề, gánh vác, chăm lo chu toàn những thập giá. Và giờ đây với đức tin, chúng ta nhìn lên các thánh. Các thánh đã đón lấy những đau khổ đó và đã biến những đau khổ đó thành ý nghĩa, thành sức sống, thành vinh quang, thành phục sinh, thành ơn cứu độ cho chính mình, cho toàn giáo hội, cho mọi người chung quanh. Vậy chúng ta được mời gọi theo thầy Giê-xu là hãy, ai muốn theo thầy hãy vác thập giá, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Chúng ta tin và tuyên xưng Chúa sẽ trở lại, sẽ phán xét công minh chúng ta. Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta niềm hy vọng ấy, sự thật, chân lý ấy. Chúa là Chúa tể vũ trụ. Chúa sẽ ngự đến trong vinh quang để thưởng phạt
ai nấy xứng việc họ làm. Bài đọc 1 ngôn sứ Jeremia là người hiền hòa, tế nhị, người sống tình cảm. Nhưng Chúa lại giao cho ông phải công bố sứ điệp của Chúa là thức tỉnh dân Do Thái khỏi đàng tội lỗi. Ông rao giảng, ông nói lời của Chúa. Ông bị toàn dân kết án, cái tên tứ phía kinh hoàng, khinh chê, nhạo cười, bách hại ông. Nhưng ông là người của Chúa, người của lời Chúa. Ông đã cảm nghiệm Chúa quyến rũ con. Có những lúc con muốn chối từ lời của Chúa, nhưng Chúa đã quyến rũ con, và con giờ đây nhận rõ thánh ý của Chúa. Con phải loan báo tin mừng, con phải nói lời của Chúa để dân của Chúa thức tỉnh mà trở về với Chúa. Và ông sẵn sàng đón nhận những đau khổ đó của người ngôn sứ. Bài đọc 2, Thánh Phaolô đã mời gọi các tín hữu: anh em hãy hiến thân mình, anh em hãy sống thánh thiện để trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy giờ đây chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Đó là một cuộc đời hiến tế, một cuộc đời thánh thiện thuộc về Chúa để trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Vậy anh chị em hãy dâng lên Chúa những từ bỏ đau đớn, những từ bỏ rất là khó khăn của mình để chọn Chúa. Những thánh giá, những thập giá với đức tin, với lòng yêu mến Chúa, anh chị em đón lấy để biến đổi thập giá, để thập giá nở hoa, thập giá thành vinh quang, thành sức sống, thành ý nghĩa sống ngay ở đời này, và dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đời sau. Chính vì cảm nghiệm được lời Chúa và sống lời Chúa này mà Thánh Francisco Assisi đã nói với chúng ta: chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đó là chân lý, đó là lẽ sống tin mừng Chúa mời gọi chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.